Việt Nam góp mặt hai trong năm trận đấu hay nhất lịch sử U23 châu Á. Theo lựa chọn của Liên đoàn bóng đá châu Á, có đến hai lần thầy trò Park Hang-seo nằm trong danh sách những trận đấu hay nhất lịch sử vòng chung kết U23 châu Á. Nhật Bản 3-3 Iran vòng bảng giải năm 2014. Hai đội khởi đầu giải năm 2014 bằng một trận đấu tương bừng. Trận đấu trở nên kịch tính ngay từ khoảng thời gian nhập cuộc với màn mở tỷ số của Ben Nam 3 giây ở phút thứ 7 và cú sút xa gỡ hòa của Riki Harakawa ở phút thứ 9. Sau khi tiền đạo tương lai của Arsenal và VFB Stuttgart, Takuma Asano thể hiện kỹ thuật ấn tượng đưa Nhật Bản vượt lên, thì Iran đáp trả bằng cú đúp của Kaveh Rezaei, người về sau trở thành vua phá lưới giải đấu. Cuối trận, Nhật Bản gỡ lại một điểm bằng cú sút xa gỡ hòa của Shoja Nakajima. Qua ta 1-2 Iraq, trận tranh giải 3 năm 2016 Đội thắng trong trận đấu này sẽ là chủ nhân của tấm vé cuối cùng dành cho châu Á dự Olympic. Do đó, Qatar và Iraq đều nỗ lực thi đấu. Trận đấu để lại nhiều dư vị nuối tiếc cho khán giả nhà. Vì Qatar bỏ lỡ nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt sau khi có bàn dẫn từ giữa hiệp 1. Họ phải trả giá khi Iraq có bàn gỡ ở phút thứ 86. Trong hiệp vụ, đội khách một lần nữa vượt lên và giành chiến thắng. Nhật Bản 3-2 Hàn Quốc Chung kết năm 2016, Nhật Bản có một cuộc ngược dòng khó tin sau khi Hàn Quốc dẫn 2 0 Won Chang Hun ghi bàn ở phút 20 và Jin Seung Wook phút 47. Việc đưa Takuma Asano vào sân từ phút 60 là một quyết định đầy chính xác của huấn luyện viên Makuto Teguramori. Từ phút 66 đến 68, Asano và Shinya Yakima gỡ liền hai bàn cho Nhật Bản. Khi trận đấu chỉ còn 9 phút, ngôi sao vào sân từ ghế dự bị lại tỏa sáng đem về chiến thắng. Việt Nam 3-3 Iraq từ kết giải năm 2018. Trận đấu khiến hàng triệu cổ động viên xuống đường tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc dứt đuổi diễn ra ngay trong hiệp 1 với màn mở tỷ số của Công Phượng và quả phạt đền gỡ hòa của Ajayman Hussein. Sau khi Hussein đưa Iraq vượt lên trong hiệp vụ thứ nhất, thì Việt Nam đáp trả bằng hai bàn của Phan Văn Đức và Hà Đức Trinh. Iraq phải chờ đến phút 116 mới có bàn gỡ 3-3 nhờ công của Ali Mawi. Trong loạt đá luân lưu, Việt Nam thể hiện thần kinh thép với cả năm cú sút thành công, chiến thắng 5-3 giúp đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua Iraq từng vô địch giải năm 2014 và giành huy chương đồng năm 2016 để vào bán kết. Uzbekistan 2-1 Việt Nam chung kết năm 2018. Sau khi loại Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết, Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cá tính trong trận chung kết trước cơn mưa tuyết bất thường và thể hình vượt trội của Uzbekistan. Đội bóng áo đỏ vẫn thi đấu một trận sòng phẳng sau khi Uzbekistan vượt lên bằng cú đánh đầu của Asumatot ở phút thứ 8. Việt Nam đáp trả bằng cú sút phạt tuyệt vời của Quang Hải. Khi trận đấu chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu sau 120 phút thi đấu, thì Uzbekistan ghi bàn quyết định từ một cú đánh đầu khác. Thất bại không khiến cổ động viên Việt Nam buồn, bởi vào chung kết U23 châu Á thực sự là thành tích ngoài sức tưởng tượng. Nhiều bạn đọc của báo VN Express đều rất tự hào về thành tích mà đội tuyển Việt Nam đã giành được trên đấu trường U23 châu Á. Bạn đọc Phùng Đào nhận xét, từ khi thầy Bắc làm huấn luyện viên, tôi chưa bỏ sót trận nào. Khoan hãy nói đến chuyên môn hay kết quả, đơn giản U23 và tuyển quốc gia đã rất hấp dẫn, lôi cuốn chờ mong. Lối chơi của Việt Nam thiên về phòng ngự nhưng luôn trực chờ tấn công, nhiều lần làm các ông lớn phải ôm hận. Điều lý thú là Việt Nam luôn tạo bất ngờ, biến hóa trong lối chơi, cả đội hình luôn chuyển phòng ngự rồi phản công rất nhịp nhàng. Cứ nhìn Việt Nam hóa giải các tình huống nguy hiểm, người xem luôn vỡ hòa cũng như những pha ghi bàn đầy bất ngờ, đến nỗi có nhiều fan Thái cũng phải thừa nhận họ rất thích lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời thầy Bắc. Bạn đọc đơn giản nói, đúng là những trận cầu đẹp và nhiều cảm xúc, hãy cùng hy vọng một ngày không xa quốc ca Việt Nam sẽ được phát trong một trận đấu ở vòng chung kết thế giới chưa bao giờ yêu đội tuyển nhiều đến vậy. Chúng ta yêu và cùng ủng hộ đội tuyển ngày càng phát triển và đạt tầm châu lục. Bạn đọc Trung Lâu đánh giá, trận tứ kết U23 thủ môn Tiến Dũng bắt quá hay, phản xạ quá tốt, nếu không thì Việt Nam đã thua đậm rồi. Vậy nên tôi mong người hâm mộ đừng dìm hàng em ý, khi em ý đang không có phong độ tốt, ngồi dự bị quá lâu, người hâm mộ hãy kiên trì ngày Tiến Dũng trở lại. Tôi nghĩ là sẽ không lâu nữa đâu, Tiến Dũng sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Cũng như Đức Trinh đã trở lại và Tiến Dũng cũng sẽ trở lại, tôi tin ở em ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao nước nhà. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha.